Câu lạc bộ Thang Long Warrior đã gặp khó khăn lớn khi tay ghi điểm số 1 Sam Ensign không thể ra sân, trong khi câu lạc bộ Hanoi Buffalo có sự trở lại của đinh tiến công trong đội hình xuất phát. John Field của Thang Long Warrior đã cố gắng nhưng không thể giúp đội nhà chiến thắng trước Hanoi Buffalo. Trận đấu kết thúc với sự vượt trội của Hanoi Buffalo, dẫn trước với cách biệt lên tới 17 điểm. Thang Long Warrior đã vùng lên tấn công và ghi 14 điểm liên tiếp rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm, nhưng Hanoi Buffalo đã bảo vệ lợi thế và giành chiến thắng. Anthony January được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận derby bóng rổ Hà Nội.